Hello, welcome to Health VKT. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game anime hả? Nè, màn hình ngang theo yêu cầu với nhiều ông hả? Đó, chơi màn hình dọc hình như cũng... tính ra cơn bão màn hình dọc là khá lâu luôn á. Ok, hy vọng là thời gian tới đây thì chúng ta sẽ được nhiều con game màn hình ngang hơn nữa ha. Rồi đầu vô chạy nhiệm vụ đầu tiên, map đầu tiên chúng ta sẽ được level 69, 4 rương trang bị 4 sao, một con Itachi SSR và một con Kakashi SSR với một Hinata nha các bạn. Đó. Ok man. Chơi mấy con này giết nó cũng bị ghiền đó các bạn. Đó. Chơi mấy con chơi mấy cái con màn hình đứng giết nhiều ông lại ngán. Hy vọng là sắp tới sẽ có nhiều con màn hình ngang, như là thường là nếu mà nó ra một cái thể loại game như vậy thì nó sẽ hay kéo theo nhiều con như là Tam Quốc rồi One Piece rồi Pokemon rồi này nọ. Hy vọng là sẽ có sắp tới ha, thời gian tới là sẽ có những con đó ha, Goku rồi này nọ nữa đó. Nên anh em hãy like share ha, không like video này thật mạnh cũng như là đăng ký kênh ha, để ủng hộ kênh Heo VKT Gaming ha, game QRH này ha. Và được thì anh em kéo xuống cái phần bình luận, anh em nhấp vào cái link đăng ký cho Heo xin 1 2 3 4 5 6. Có bao nhiêu cái tài khoản Gmail anh em đăng ký giúp Heo cái Heo VKT Gaming ở bên phần game PC giúp Heo với ha. Thêm một cái đăng ký là giúp cho Heo thêm động lực nữa ha. Ok man. Ủa chịu free VIP luôn chưa ta? Nãy giờ chưa cắt VIP, sorry anh em. Đây VIP, mở trang bị cái đó ha. Ok, mở trang bị. Game này thì free rất nhiều đồ cái kiểu ha. Code là hình như nhớ không lầm, hình như là có code ngày đồ này nọ nữa, nhưng mà tí chúng ta lên xem lại ha. Vì Heo đang ở server 2, cắn cái này là lên được VIP 12 nè. Và đây là phiên bản mới nha anh em, phiên bản mới nhất hiện nay, phiên bản 20 sao, VIP 20 nha anh em. Đó. Ok, VIP 12 nè. Đâu rồi, đây. Rồi VIP 11 được một UR. Đó. VIP 10. VIP 9, VIP 8, VIP 7, VIP 6, VIP 5, đây, VIP 4, VIP 3, VIP 2 và VIP 1 nè ha. Còn chỉ còn VIP 0 nữa. Đó. Dạ phiên bản này 20 sao, VIP cũng 20 ha. Đó, VIP 20 chúng ta có được 10 hồn ninja nè ha. À, 7 hồn chứ, 7 hồn hồn 10, 7 hồn 10 sao. À, rất nhiều luôn. Rồi gói ngày, đồ cái kiểu con đà điểu. À, rồi đến với thông tin server luôn. Đây, đấu trường nhẫn giả phiên bản update 20 sao chính thức khai mở S3 Obito vào lúc 19 giờ ngày 6 tháng 7 2022 nha các bạn. Đây, trang chủ nhẫn giả 3D.mobi. Rồi, tải game Android, có iOS cho anh em luôn ha. Nào, link nạp tích lũy, đây. Rồi, link nhập code. Rồi, phiên bản fix lỗi và update mới nhất. Đăng nhập 5.000, nhận 555.000 vàng. Đăng nhập 6.000, nhận 5 cây lỗi thiên. Đăng nhập 7.000, nhận 5 nước thánh ha. Mặc dù nước thánh nghe ai cũng có rồi. Và tân thủ hy tạo nhân vật và nhập có tân thủ VIP 12 sử dụng điểm VIP ở túi đồ cấp 110. Đó.
Ủa, đây giờ chắc nhập code sẽ được lên cấp tiếp. Vàng 500.000, đồng 20 triệu, Ninja A-Ship 20 triệu, rương tự chọn trang bị 4 sao, đỏ nhân 4, hút tăng bậc 20.000, vé triệu hồi cao 200, lỗi cây hiên 20, Itachi, Kakashi, Hinata hiếu niên và các sự kiện tuần mới cập nhật liên tục ha. Update phiên bản mới nhất, like, share, comment, nhận tiếp quà 20 triệu đồng, 20 triệu A-Ship Ninja, 50 vé triệu hồi cao, 10.000 hút tăng bậc, pha lê hơi ước nhân 10, vé heo cao cấp nhân 10 ha. Đua top lực chiến server 3 và up bình và top 1, 500.000 vàng, 500 triệu đồng, 500 triệu A-Ship Ninja, 100 pha lê khế ước, 200 cây lỗi hiên ha, lỗi cây hiên nè, lỗi UR 200 luôn ha, 15 rương trang bị đỏ 5 sao nữa nè, đó. Ok, tham gia group để nhận quà có điểm danh hàng ngày nè ha, vào nhóm gì? Đây, nhóm Zalo đó, nhận giả quyền thoại các kiểu con đà đẻo nè, hôm qua là hôm báo chốt top được nè ha. Đó. Rồi event loan tin S3 nhận hưởng nè. Rồi còn quà gì nữa ta? Đây, quà tuần, quà ngày gì nè, hạn sử dụng 3 ngày nè ha. Đó, có luôn, có luôn, có kim nguyên bảo hường luôn nè. Ok. Rồi cái này gì nữa đây? Quà quà ngày, cái này chắc code ngày nè. Đó, rất nhiều code luôn, hàng ngày, hàng tuần đều có code. Hạn sử dụng là 3 ngày cho anh em nào vô sau luôn ha. Còn là ví dụ như là giờ mình đang ở trong là cái phần mà vô sau này ha. Đó, mình là vô sau nên là bây giờ mình đi nhập code ha. Đúng rồi, cái này ủa. Rồi. À, cái vé heo may mắn là vé này đó hả? Đậu xanh. Ok. Vậy là phải xin cái code like xe chúng ta mới có được A-Ship lên này rồi. Mà cái đó thì anh em nào chơi thì nhắn tin admin để xin thôi hả? Đâu rồi, đâu rồi. Bài, đây bài viết. Ok, chấp 110. Vậy là chắc S3 mới có được cái code đó. Nè, còn bây giờ mình đi test mấy cái code ngày cái ha. À đúng rồi, heo có cái code tân thủ để tí. Rồi, đó, vừa nhập có tân hữu vào. Đây, A-Ship, A-Ship, A-Ship tướng. Đây, A-Ship người chơi nè, ha. Lên 100, hình như lên 109 là bao nhiêu đó. Ok, mà em nhớ là mình còn cái code nữa mà. Vậy là server nào cũng có nha. Ngon lành, gành đào, đúng. Quá hợp, quá hợp. Nào bây giờ nhập mấy cái code tầng cái nè. Nào, ok man. Wow, 7 túi quà chứ hả? Được bí thật quyết thật. Rồi bí thật quyết thật tiếp 2 cái luôn. Rồi đang nè hả. Rồi hút tăng bậc. Rồi A-Ship người chơi. Lên tiếp anh em. Wow, 200.000. Ui, hình như code tầng là 200.000. Rồi code ngày mới là 100.000. Rồi vậy tính ra ngày nào cũng có code cho anh em luôn nha. Ok ok, heo giỏi phạch bay game ha. Để nhận code nha anh em, chứ heo không có code nha. Nhiều anh em là cứ qua xin heo code tân thủ, code ngày đồ này nọ, heo đâu có code đâu. Không nha, không nha. Nè nước thanh nè. Đó, nước thanh là đóng bình nè quạt. Đóng bình, đóng chai nè quạt. Rồi đây dùng cho S2 nhận nhanh luôn nè. Đó. Còn nữa không? Còn nữa không? Còn thì hình như là ngày nào cũng còn đó, nhưng mà quan trọng là chúng ta có ăn được hay không thôi. Đó, tiếp luôn. Rồi hình như ăn được thêm nữa.
gì đấy, update phiên bản, bảo trì, cập nhật sự kiện, đăng nhập tầng hả? Rồi hả? Wow, game cập nhật liên tục nha các bạn. Này có tầng à, có này không biết ăn được ta. Ồ, có luôn. Rồi vô mảnh luôn, 300.000 luôn. Ok, mừ đá nâng sao UR luôn. Wow. Ok, ồ, cái này có sự kiện khuyến mãi móc nạp được nữa nè các bạn. Đó, rất nhiều nha, rất nhiều nha. Ok, ok. Rồi, chắc hết code rồi. Bây giờ quay lại làm lụm đồ nãy giờ chúng ta ăn code nha. Nhanh cái nè. Đó, quá trời luôn, 300.000 luôn, 100.000 luôn, hơn luôn 1.2 triệu rồi các bạn. Wow, ok man, được đấy, được đấy. Nào, nào, like xem mạnh tay liền nhau. Đó, bet limit tịch luôn hả? Con nào đây? Ok, lụm luôn. Ba cái đồ quỷ này có 2.000 10 lần quay rồi nha các bạn. Như là đủ móc thì nó cũng tự ra hết đồ. Wow, tỷ lệ ra tướng SR của bộ cao à. Quay mới 2 lần rồi được 1 con là thấy cao rồi đấy. Oh, ngon lành luôn. Bà Tetsu Nede có mặt để lên tướng luôn. Ngon, ngon, ngon. Lại liền, lại liền, lại mạnh liền, lại mạnh liền. Đó, Tetsu Nede nữa. Ủa, ở đây sao ra Tetsu Nede dễ vậy ta? Wow, được 4 con rồi, 3 con rồi chứ. 3 con là nâng được cũng 10 sao không ta? 8, 9, 10 sao gì đó. Được, tốt. Mở khen nó tốt, cái nó hết ra rồi hay gì nè. Đậu xanh đó. Wow, Zuzo. Ngon lành, con này hình như là tướng tăng hay là bút máu, bút giáp gì quên mẹ nữa rồi. Những cái con chúng ta cần thì chưa thấy đâu nè. Đó, ok, à không, bà này thấy vậy mà mạnh hơn cháu bà nha. Vậy mà cuối cùng là thằng cháu bà đứng SSR đậu xanh đó. Hình như là game này chưa update tướng mới á. Nè, còn cái thằng Kankuro nè, hình như có Kankuro thiếu niên nữa. Thằng Kankuro này mạnh hơn thằng cháu bà đồ. Dendara, Daidara chứ. Denkuro là mạnh hơn bà già, mà bà già thì mạnh hơn thằng cháu nữa. Ờ, bao nhiêu mới đủ ta, hay là tỷ lệ ra, hay là sao ta? Khoan, quay ra coi sát gần. Mười hai lần nữa, đã chiêu mộ hả, 12 lần nữa thì sẽ ra được thằng này. Còn ông này thì hên xui hả? Không, ông này hình như là tích đó anh em. Đây, 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 đúng rồi, 3 lần nữa. 3 lần nữa thì vô ấy sẽ lụm. Rồi, full túi rồi. Rồi, thì anh em nào có chơi thì tải về ha. Link heo sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Đó, tướng đồ quá trời luôn. Ok, rồi, thôi. Nhắc lại thông tin server đấu trường nhận giả Open X3 vào 19 giờ ngày 6 tháng 7 nha. Anh em nào có chơi thì tải về. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share, đừng quên đăng ký kênh nha các bạn. Ok, bye bye.